danh sách 4 thí sinh sẽ tham gia cuộc thi quý 3 của chúng ta. Thí sinh đầu tiên là bạn Võ Thị Như Quỳnh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, nhất tháng 1 quý 3 với 215 điểm. Thí sinh thứ hai là bạn Trần Như Quỳnh, trường Trung học phổ thông Núi Thành, nhất tháng 2 quý 3 với 205 điểm. Và thí sinh thứ ba là bạn Phạm Ngọc Bích Trâm, trường Trung học phổ thông Trần Quý Cáp, nhất tháng 3 quý 3 với 320 điểm. Và thí sinh thứ tư là bạn Hà Thị Thiện, trường Trung học phổ thông Nông Sơn, số điểm nhì cao nhất với 275 điểm.